Đang qua TikTok là mấy chục ngàn người đang xem nè. Thì bây giờ có nhiều người lo lắng là nói rằng là Đại Nam đã bán sang tên chủ mới. Anh nghĩ sao về việc này, anh bộ đội? Còn cái khu du lịch Đại Nam thì dù có bao nhiêu tiền cũng không ai mua được. Vì anh xây dựng một cái nơi tôn thờ tổ tiên đất nước, dân tộc. Anh dù có nghèo đi ăn mày cũng không thể đem Đại Nam ra bán được. Và anh giữ gìn nó trường tồn mãi mãi, hết đời này sang đời khác. Và khi để giữ gìn cái đó thì sau này anh có một cái quỹ để lại cho đời sau. Chẳng hạn như ví dụ nhà máy gần đây này có nguồn thu thì để duy trì nơi đó, hay là có một cái gì đó để duy trì nơi đó nó tồn tại mãi mãi, mà không phải làm khổ con cháu đời sau để nó cực nhọc phải đi làm để có để tu bổ đó. Nó sẽ tạo cái nguồn. Còn mình đâu ở đời đây, sinh lão bệnh tử mà con người rồi cuối cùng cũng phải đi về cái chỗ trước đây mình lên đường. Nên nhiều lúc hơn thua chi tiết thấy nó mệt. Nên anh thì quan điểm của anh là nói chung là đừng ai có kỳ vọng dù có bao nhiêu tiền mà mua được Đại Nam mà. Chỗ cái nơi thờ tự nó là cái linh hồn, nó là cả một cái tấm lòng của anh đối với đất nước, cái dân tộc. Nên là cái nơi đó là nơi không phải để đi kiếm tiền. Mà cái nơi là coi như là anh thể hiện sự biết ơn, thể hiện sự ghi ơn, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn cho đất nước, cho đồng bào, cho dân tộc mình. Nó gói trọn trong ba chữ này: chữ trung, chữ hiếu, chữ thành.